Bây giờ lại là lên Mao. Rất đơn giản, một công thức rất đơn giản của Trần Quốc Toản. Lần thứ tư trong hiệp một trận đấu này. Thi đấu đúng luật, ngay khẩu lệnh trọng tài nghiêm cấm sử dụng những đòn bẻ cổ chân, khớp gối, cột sống và sau gáy. Chúc may mắn. Chào bạn. Và chúng ta đến với trận đấu đầu tiên của hạng 84kg. Hạng cân đã có thể gọi là đóng băng sau mùa giải Lion Championship 2022 khi chưa có đủ số lượng võ sĩ để tổ chức thi đấu. Và bây giờ các võ sĩ hạng cân 84kg sẽ chia ra hai bảng và đây sẽ là trận đấu đầu tiên quyết định ai là người thắng cuộc. Chúng ta đến với màn so tài giữa Phạm Hùng Hải, võ sĩ góc đài đỏ đến từ AMG Thanh Hóa, và đối thủ của anh ở góc đài xanh là Trần Quốc Toản, võ sĩ sở trường tán thủ ở của Việt Nam Fight Club. Sau tình huống bắt chân đầu tiên thì Trần Quốc Toản đã phần nào ghim được Phạm Hùng Hải vào góc đài. Tuy nhiên võ sĩ đến từ Thanh Hóa rất khỏe và anh có thể đứng lên được ngay lập tức. Tình huống quật thứ hai cho Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản ghim đối phương rất chặt. Hai võ sĩ đều không được biết tới với khả năng jiu-jitsu quá nổi bật. Vì vậy họ cố gắng tìm được lợi thế trong những tình huống giằng co như thế này. Hải là một võ sĩ xuất thần với nền tảng Muay, anh từng vừa giành được huy chương đồng giải vô địch Muay thế giới 2023 ở nội dung White Crew. Cũng là một võ sĩ điển hình của Thanh Hóa, nhưng bây giờ Trần Quốc Toản mới là người có Mao. Và những đòn đấm rất nặng của tay đấm tới từ Tuyên Quang đã bắt đầu được giáng xuống. Ryan Powell, và quả thực đây là một bất ngờ. Chúng ta nói về sở trường tán thủ của Trần Quốc Toản, nhưng anh lại đang cho thấy khả năng thi đấu đánh nằm rất tốt của mình. Nhưng tuy nhiên thực sự tình huống kết thúc vừa rồi của Trần Quốc Toản là chưa hề xuất sắc. Và tôi tin rằng anh nên tận dụng tối đa các pha ground pound như vừa rồi, bởi vì đòn tay của Trần Quốc Toản là rất nặng. Và bây giờ trận đấu trở về tư thế đứng. Quả thực hạng cân 84kg thì sự hào hứng với đòn đánh rất nặng của hai võ sĩ đã mang tới sự sôi động cho nhà thi đấu của quận Tây Hồ. Trần Quốc Toản tiếp tục tìm cách quật ngã đối phương một lần nữa. Dù đòn quật không hoàn hảo nhưng lúc này Trần Quốc Toản vẫn đang là người chủ động thiết lập tình huống trong các pha áp sát. Một đòn quật rất đẹp. Và bây giờ lại là lên Mao. Rất đơn giản, một công thức rất đơn giản của Trần Quốc Toản. Lần thứ tư trong hiệp một trận đấu này, Hùng Hải bị quật ngã. Và lần thứ hai Quốc Toản có được một tư thế lên Mao tốt để thực hiện những cú ground and pound. Bây giờ tôi tin rằng nhiệm vụ sẽ thuộc về trọng tài Nguyễn Quang Vinh khi ông phải dừng trận đấu và chiến thắng knock out kỹ thuật cho Trần Quốc Toản bằng ground and pound. Thực sự là những tình huống xử lý của Quốc Toản là rất dễ đoán, là được thực hiện liên tục, nhưng rõ ràng Hùng Hải đã thiếu đi kinh nghiệm cần thiết để có thể có một chiến thuật hợp lý trước đối thủ. Và chiến thắng là rất xứng đáng cho võ sĩ của Việt Nam Fight Club. 2 phút 39 giây là khoảng thời gian mà Trần Quốc Toản cần để có được chiến thắng thứ hai tại Lion Championship, khi mà ở mùa giải 2022 thì anh cũng đã thắng một võ sĩ tới từ Thanh Hóa là Lương Minh Cảnh cũng bằng.
của các bạn 2/3 thời gian của hiệp 1. Đó là thời gian để chúng ta kết thúc cho trận đấu này với một chiến thắng knock out kỹ thuật. Và chúng ta hãy cùng một lần nữa dành những tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho võ sĩ ở góc đài xanh Trần Quốc Toản. Và chắc chắn những tràng pháo tay để cảm ơn góc đài đỏ võ sĩ Phạm Hùng Hải đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta một lần nữa hãy tiếp tục theo dõi lại những hình ảnh về cặp